Chào mừng các bạn đã quay trở lại với em mình là Minh Và trong video này mình sẽ gửi cho mọi người cái nhận định ngày và cái cập nhật của mình nhanh về tình hình của giá vàng và giá dầu ở trong ngày hôm thứ 5 và ngày hôm thứ sáu. Nếu các bạn là những cái bạn trader mới mà đang cần cập nhật những cái thông tin về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin hay đơn giản là những cái cặp tiền thì các bạn có thể tham gia nhóm Private 1 và cái nhóm Private 2 cùng với mình Xin lưu ý, đây là hai nhóm miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả và để tham gia thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình trên Youtube bấm vào cái phần link đăng ký form hỗ trợ trader mới miễn phí hoặc đơn giản hơn là các bạn có thể nhắn tin cho mình theo số điện thoại là 0969 15 6969. thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm Và với những bạn mà muốn nâng cao thêm kiến thức thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học do mình dạy online về phân tích những cặp tiền và vàng ở trong không thời gian ngắn hạn các bạn có thể đăng ký với mình theo số điện thoại là 0969 156969 để các bạn thư ký sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của video cho ngày hôm nay. Và ở trong thời điểm hiện tại đối với mình là Trang View nó vẫn còn đang hơi là bị lag nên là mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định và những cái phân tích của mình ở trên phần mềm X-Station uh, của XTB. Và ở trong ngày hôm nay như các bạn đã thấy thì X-Station nó sẽ cung cấp cho mình những dữ liệu về tin tức hàng ngày À, ở trong ngày hôm nay là một ngày lễ uh, tạ ơn của bên mỹ nên nó sẽ không có quá là nhiều những cái tin tức gì nó được công bố trong ngày hôm nay liên quan đến mỹ chưa sẽ có, chỉ có những thông tin liên quan đến um, của euro và đồng bảng anh của mỹ thì hôm qua thì chúng ta đã có Uh, tiên trợ cấp thất nghiệp đáng nhẽ vào hôm thứ năm thì đã được công bố vào ngày hôm qua rồi và với cái diễn biến của giá vàng thì chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ có nhận định và cũng có xem là có những cái phân tích gì thì trước khi bắt đầu như thường lệ có hai điều mình muốn nhắc và muốn chia sẻ lại các bạn thứ nhất là những cái nhận định của mình dựa trên kiến thức và phân tích cá nhân nếu nó có gì sai thì rất mong các bạn để góp ý và các bạn chia sẻ thêm với mình thứ hai nữa là đây là những cái nhận định cá nhân nó không phải là lời khuyên đầu tư lời tư vấn tài chính hay là lời mời rủ rê các bạn tham gia vào cái thị trường này như cái thị trường các bạn đang xem về vàng, dầu, bitcoin, chỉ số là những thị trường rủi ro và mạo hiểm và các bạn sẽ mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư nếu các bạn không kinh nghiệm và các bạn không kiến thức. Vậy nên rất là mong các bạn suy nghĩ cũng như các bạn cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Đó. Rồi, vậy thì mình sử dụng Xstation để mình phân tích thì nói qua một chút về Xstation thì đây là một phần mềm mình đánh giá là khá là tiên tiến và hiện đại. Nó có đầy đủ chức năng ở trong việc phân tích cũng như là đưa ra nhận định và mình sẽ xem như ở đây thì mình sẽ sử dụng hai cái đường MA của mình là đường 100 và đường 40 ở trong thời điểm hiện tại thì mình đưa ra phân tích và nhận định. Ngoài ra thì mình sử dụng thêm cả RSI và sử dụng thêm cả MACD ở trong cái giai đoạn này thì mình sẽ cùng xem. Và nếu các bạn muốn xem và các bạn muốn dùng thử cũng như là tải Xstation về, mình nghĩ là chúng ta nên dùng thử vì nó giao diện trực quan và khá là đẹp để dùng thay trong trình view. Thì cái phần link mình sẽ để dưới cái phần mô tả ở trong cái video này hoặc là các bạn scan các bạn QR code trên màn hình để bạn link để tải phần mềm nó về tốt hơn và cho nhìn vào đồ thị của giá vàng trong khung thời gian là H4 tuy nhiên trước khi vào H4 thì mình nghĩ cho anh nên nhìn vào khung thời gian D1 trước là ở D1 đâu đó cho anh nhìn thấy là khá nhiều người sẽ nghĩ và kỳ vọng được là đây có khả năng nó sẽ tạo ra một cái mô hình hai đỉnh ở đây và ở đây nó tạo ra cái mô hình cái đỉnh thứ hai trong giai đoạn này và trong cái ngày hôm thứ năm ngày hôm thứ sáu này là những cái ngày mình cảm thấy khá là phân vân cũng như là khá là khó để đưa ra cái nhận định. Ở đây các bạn nhìn thấy nhé, trong một con sóng như thế này, một con sóng bắt đầu từ cái ngày 13 tháng 11 thì đây rõ ràng một con sóng tăng, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Và cái nhịp hồi này ở trong thời điểm hiện tại như các bạn đã nhìn thấy, thì tại sao nó hồi về cái khu vực này và nó bật lên được thì đây nó chính là cái khu vực đỉnh cũ và đây là cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó trong giai đoạn hiện tại và nó vẫn đang nằm ở cái vùng này và nó đang duy trì được cái vị thế của nó Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn vào cái câu chuyện cái bức tranh dài hạn hơn thì rõ ràng cái khu vực cản quanh khu vực 2005 và 2010 nó vẫn là một cái vùng cản khá là cứng vì trước đó giá nó chạm với vùng này và nó có một mạch nó đi xuống và ở đây chúng ta chưa có quá nhiều cái thông tin cũng như là quá nhiều cái dự kiện để chúng ta đưa ra cái phân tích và đưa ra cái nhận định tất cả cái chỉ số đều đang ở trong trạng thái trung tính ví dụ RSI, MACD và signal đều đang ở trong cái trạng thái là trung tính điều duy nhất mà mình nghĩ là chúng ta có thể làm được đấy chính là chúng ta xác định ra những cái vùng ở đây chúng ta sẽ có cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó trong giai đoạn hiện tại và chúng ta sẽ có cái vùng kháng cự của nó quanh khu vực là 2005 và 2010 Vậy nên đối với cá nhân mình nghĩ ở trong cái thời điểm hiện tại đây là con sóng lớn và nó sắp uh, gặp phải một cái vùng kháng cự mạnh ở trong dạo đoạn này nên ở trong ngày hôm nay trong ngày hôm thứ năm thì mình nghĩ là nó sẽ duy trì đi ở trong cái biên độ như thế này như các bạn sẽ nhìn thấy đi ở trong cái biên độ này từ khu vực là 1991 lên đến khu vực này là 2006 mình nghĩ nó sẽ đi loanh quanh loanh quanh trên khu vực này và để xem nó sẽ đi theo cái hướng nào thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi nó ở trong khu thời gian nhỏ hơn là khu thời gian H1 thì ở đây các bạn nhìn thấy ở trong thời gian H1 các bạn nhìn thấy giá đi lên đi xuống đi lên đi xuống và ở trong cái khung H1 này nó đã tạo ra được cái mùi hai đỉnh ở trong thời gian H1 đỉnh thứ nhất ở đây đỉnh thứ hai ở đây giá ở đây thì nó phá qua cái đường viền cổ và nó đi xuống và đến thời điểm hiện tại thì một lần nữa giá nó quay trở về nó test lại cái khu vực đường viền cổ ở đây và nó chưa có quyết định gì nó rõ ràng trong thời điểm này cả và đối với những nhận định của mình ở trong ngày hôm nay như các bạn nhìn thấy ở nhóm private một mình đã gửi cho mọi người nhận định khá là sớm vào lúc 8 giờ thì mình có một cái entry là 1992 và 1991 là entry buy khá là đẹp và chính vì cái lý do này khi mình có một cái vị thế tốt nên trong ngày hôm nay mình nghĩ là đối với cá nhân mình mình không cần gì phải vội vàng ở trong giai đoạn này cả mình sẽ chờ đợi giá nó phá xuống dưới cái vùng hỗ trợ này hay là nó cũng có nhìn nó lên nó phá qua cái đỉnh này thì mình sẽ xem xét và mình sẽ quyết định tiếp còn như mình đã nói ở đây nó chưa có bất cứ một cái gì rõ ràng ở đây để cho chúng ta cùng xem và chúng ta cùng đưa ra cái nhận định nên các bạn chú ý ngày hôm nay là ngày lễ tạ ơn và với những thông tin kỹ thuật nó không rõ ràng cho nên duy trì cái trạng thái là theo dõi và duy trì cái trạng thái là cân nhắc và với những cái đường đi và những cái bước đi của vàng ở trong ngắn hạn thì mình sẽ vẫn tiếp tục gửi cho mọi người trong nhóm telegram hoặc là nếu mọi người cần những cái gợi ý hoặc những cái tham vấn thêm của mình thì mọi người cứ nhắn với mình và số zalo là 0969 156969 và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem với cái đồ thị của giá dầu chúng ta sẽ có những cập nhật gì và trước khi xem thì mình muốn các bạn để xem cái phần tổng hợp tin tức của Station thì ở đây nó có cái phần thông tin về đầu ngày và ở đây chưa sẽ có một vài cái thông tin liên quan đến giá dầu mình thấy khá là quan trọng thứ nhất đấy là dầu thô thì đã xóa bỏ cái mức giảm sâu trước đó tức là trong ngày qua các bạn thấy là giá nó giảm xuống và có một cụ nó giúp dầu nó đi lên và ở đây theo cái đồ thị ở đây nó phân tích cho ta có thể tham khảo thì chính là gì mô hình vai đầu vai nghịch đảo có thể đang hình thành trên uh, cái hàng hóa là dầu và khi chúng ta nhìn thấy đây đây là đồ thị của dầu không thời gian h 4 này bạn nhìn thấy là à đây là khu vực vai trái này đi xuống đây tạo cục đầu và có vẻ như ở đây với một cây nến xanh của ngày hôm qua nó đang tạo ra một khu vực là vai phải bên này và kỳ vọng là nó thể hồi phục lên là khu vực là 76.94 và 78.5 đây sẽ là những vùng kháng cự quan trọng và để xem nó vượt qua được cái khu vực này ở trong thời điểm hiện tại hay không thì đấy là những tin tức và những cái phân tích tổng hợp từ những cái chuyên gia ở nước ngoài thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở trong biểu đồ cho có, có cái gì à, mình thử zoom nhỏ cái biểu đồ của giá dầu trong thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ thấy nhé giá nó đang có một cái phản ứng quanh cái khu vực hỗ trợ này các bạn nhìn thấy nhé nó là cú break out giả ra xong sau đây nó quay trở về à, nó đi lên trong khu vực này và khi mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta có cái gì mình sẽ xóa đi những khu vực này các bạn dễ hình dung hơn và đây khi mà chúng ta nhìn chúng ta nhìn thấy mô hình vai trái này cái đáy và uh, cái đầu và đây cố gắng để hình thành mô hình vai phải tuy nhiên thì uh, cái áp lực bán và cái xu hướng ở trong thời điểm hiện tại nó vẫn đang là một xu hướng giảm dù bạn kể một cái trend line từ đâu thì bạn thấy rõ ràng đây nó vẫn là một xu hướng giảm ở đây với những cái đỉnh giảm dần này và chúng ta đang có những cái đỉnh lên giảm dần uhm, tiếp theo là gì với một cái cây nến H4 nó đóng xanh như thế này chúng ta sẽ nhìn thấy một vài vấn đề như sau mặc dù là cái cây nến đóng xanh nó chạm vùng hỗ trợ nó bật lên tương đối mạnh tuy nhiên với cái cây nến này nó vẫn đóng thấp hơn cái cây nến đỏ trước đó và nó vẫn nằm ở dưới cái khu vực hỗ trợ ở đây vậy nên mình sẽ tạm thời xóa cái vùng này đi và chúng ta sẽ thay vào đó là chúng ta có cái gì chúng sẽ có một cái vùng kháng cự ở trong cái dạng này một cái vùng đỉnh một cái vùng cản của chúng ta và đối với cái nhịp này các bạn sẽ thấy là giá nó sẽ lại một lần nữa bị phân vân ở trong khu vực cản này và khu vực hỗ trợ này bởi vì ngày hôm nay sẽ là kỳ nghỉ lễ và chúng ta sẽ không có quá nhiều cái tin tức quan trọng để công bố nên giá nó sẽ lại đi sâu ở trong cái dạng này và nó sẽ nằm ở trong mức giá khoảng từ 78.5 tức là khu vực cản trên này và khu vực cản dưới này sẽ nằm ở trong mức là 74.5 và nó sẽ không có quá là nhiều biến động lớn ở trong thời điểm tại theo cá nhân mình nghĩ như thế. Và cho nó thử vào H1 cho nó xem. Và đối với H1 thì tình hình giá trong thời điểm hiện tại đúng nó vẫn đang ở trong trạng thái là lưỡng lự. Ở đây các bạn thì nhìn thấy nhá là nó kèm một cái đường Fibonacci từ đây từ đáy lên đỉnh nó hồi về đúng Fibonacci này và nó bật lên. Và nếu cho kẻ tiếp một cái Fibonacci từ cái khu vực đỉnh này, từ khu vực đỉnh này. Và nếu cho kẻ tiếp Fibonacci từ khu vực và nếu cho kẻ tiếp Fibonacci từ, fibo từ khu vực đỉnh này xuống dưới đáy thì chúng ta thấy được là giá nó cũng hồi lên đúng cái cục phi của con sóng giảm này vậy nên tất cả những cái dự kiện vừa rồi cho chúng ta thấy một điều là giá nó vẫn đang khá lưỡng lự và nó chưa có một cái diễn biến gì rõ rệt ở trong thời điểm hiện tại để chúng ta đưa ra quyết định vậy nên thì mình vẫn giữ nguyên cái quan sát và giữ nguyên nhận định của mình là mình sẽ chờ đợi ở trong giai đoạn này và mình không có bất cứ một cái hành động gì trong thời điểm hiện tại nhất là đối với phiên á có thể mình sẽ đợi sang phiên âu hoặc đợi sang ngày hôm sau để xem ra có những cái đường đi nó rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng tính và chúng ta sẽ cùng so sánh tiếp